nay mà em đã dạy cho thằng Nguyên nhà chị được 3 tháng rồi đó. Cảm ơn cô giáo. Dạ, em cảm ơn chị. Có gì đâu phải cảm ơn. Ở ngoài biết bao nhiêu người muốn sinh viên trường đại học nhân văn như em đi dạy chứ. Mà rõ ràng nha, chị thấy thằng Nguyên nhà chị á, lúc này khá hơn hẳn á. Dạ, cũng do Nguyên ngoan hơn trước đó chị. Cảm ơn cô giáo mới đúng dạ. Chứ ủa? Sao con chưa chịu về? Nè, ăn nói với cô giáo vậy đó hả? Không sao đâu chị, tại vì em với Nguyên thân hơn người xó. Thân lắm cho nên mới vậy. Chị hai. Ủa, em về rồi hả? Dạ. Ăn cơm chưa? Dạ em không ăn đâu. Chào cô giáo. Dạ. Anh sĩ ơi. Xin lỗi nha, tôi không biết anh thay đồ. Chừng nào anh thay xong anh kêu tôi vô nha. Vô đi. Chị làm gì vậy? Em mới dọn xong mà chị đá vậy là em phải dọn lại từ đầu rồi. Chị xin lỗi. Em không đi thiệt luôn á hả? Ừ, em có hẹn với cậu của thằng Nguyên rồi. Ừ, bị nám trúng điểm yếu rồi, tội bồ quá à. Thôi đáng chịu đi ha. Ồ, nhưng mà ghét nhất á là bây giờ từ đây về sau làm gì cũng phải nhìn mặt nhìn thái độ của ổng hết trơn, khó chịu muốn chết. Mà nè, mọi người đi á, rồi nhớ mua về bánh tét chuối cho tôi nha. Ok. Ông mua là chết với tôi á. Đi rồi. Tay chuối. Bye bye. Chào cô. Chào cô. Giờ bị đứa đi rồi hả? Dạ. Ông vui vẻ dễ nha. Ô madam. Dạ. Con chào cô. Con đi nha cô. Ờ đi đi. Trễ giờ rồi đó. Bye bye. Đi đi. Bye bye. Ừ biết rồi, xin lỗi bà nha. Vậy có gì trước khi bà đi á, hai đứa mình gặp. Mà chừng nào bà đi? À rồi ok ok, vậy có gì nhắn ha. À bye bye. Ôi à. Ôi à. Ôi, chị có sao không chị? Cô ơi, làm ơn gọi giùm tôi chiếc xe để tôi mất đẻ rồi. Hết. Ôi à. Mặt đẻ hả? Trời ơi! Chị đáng rồi chị ơi! Rồi, chỗ này chiếc xe đi! Chỗ này khó bắt xe! Chị đáng là đáng rồi! Em dìu chị đang kia kìa! Bắt xe! Dạ chào anh!
Anh có đặt bàn trước chưa? Hình như là chưa. Dạ dạ, mời anh đi theo cái này ạ. Tình hình chị sao rồi chị? Em mới đo huyết áp cho chị rồi, huyết áp ổn định. Giờ cho chị nằm nghỉ đây chút xíu, rồi xíu sẽ có bác sĩ chuyên khoa tới khám cho chị. À dạ, thì chị yên tâm nha, không sao hết. Chết rồi. Chị ơi, chị nằm nghỉ đây nha, em đi trước. Đây là điện thoại của sĩ. Dạ, alo. À, My hả? Tôi là bác sĩ Luân nè. À, dạ, em chào anh. Sĩ nó đi ra ngoài, bỏ quên điện thoại trong phòng rồi. À, dạ, vậy hả? Vậy thôi, em cảm ơn anh. Trời, bó tay dưỡng hai thiệt chứ. Anh sĩ. Anh sĩ ơi, hồi nãy anh đợi tôi có lâu không vậy? Không sao đâu. Nè, em đưa lên cho bác sĩ thị giùm anh nha. Xin lỗi anh nha, tại hồi nãy tôi có chuyện đột xuất á, chứ không phải là tôi thất hẹn với anh đâu. Không sao đâu. Hay là bây giờ mình đi ăn luôn đi, tôi đãi mà. Xác nhận lại giùm anh nha. Dạ. Nha, bây giờ đi ăn luôn được không? Tôi hứa dạ, tôi sẽ đãi anh. Phòng mổ mới báo anh lên phòng mổ gấp. Anh biết rồi. Tôi nói là không sao rồi mà. Cái gì? Để người ta chờ cả tiếng đồng hồ luôn á. Trời đất ơi. Sau này á, bồ năn nỉ người ta làm cao đó. Chắc vậy quá à. Để người ta chờ cả tiếng đồng hồ luôn, nếu là tôi cũng giận nữa. Nhưng mà chắc không có gì chuyện gì mà giận tôi đâu ha. Nhiều khi ảnh cũng bận phẫu thuật mà, cho nên mới không trả lời thôi. Phẫu thuật cái gì? Người ta giận bồ nên á, không nghe máy đó. Thiệt vậy hả? Thôi năn nỉ người ta đi. Chứ nếu không á, ổng mà nói cho cả nhà biết á, bồ học trường dân văn á là chết đó. Không lẽ vậy? Nhưng mà theo tôi để ý thì ổng không phải con người như vậy đâu. Bồ biết gì vậy ổng dượng đó mà nói. Thôi lo mà năn nỉ người ta đi. Cháu của người ta á, người ta sẽ nói, bởi vì người ta muốn tốt cho cháu của họ, người ta sẽ nói, hiểu chưa? Cũng đúng ha. Liệu hồn mà tính đi, đừng có để người ta ghét à. Bắt máy rồi. Tôi biết rồi, vậy cảm ơn bà nha, đi chơi vui vẻ. Sao giờ ta khâu sự là lúc đó có một tai nạn cho nên tôi không tới được. Nếu muốn thì trưa mai tôi sẽ mời anh để bù lại. Chà, hấp dẫn quá. Tâm ý, bánh canh này là con tự nấu đó hả? Nó giỏi lắm á ba, tự tay nó nhào bột làm bánh canh luôn á. Bánh canh nào cũng giống nhau, làm chi mất công, mua ngoài về cũng được mà. Ba này, người ta đã bỏ công ra làm cho ba ăn, ba còn nói như vậy nữa. Thôi mày không thích đi, khỏi ăn. Con ăn mà. Chị nói là hôm nay nó về mà. Nhỏ kia, mày nói chuyện với người lớn nói chuyện vậy hả? Có nói tới anh đâu, lăn đi, đừng có mày thú á. Nè, hai cái đứa này. Con làm chi? Cái con này
bị anh nó la là phải rồi, hỗn láo quá à. Còn con nữa. Dạ. Chọi nó đi. Má. Trời ơi má đi, má còn xúi tụi nó nữa. Nó hỗn nè. Tâm Anh nó còn đi chơi, chắc là chiều về đó em. Đi chơi chiều mới về. Không thèm ăn nữa. Làm gì? Cái con nhỏ này. Má nó bị giật. Tức là cho mẹ con cái con nhỏ này. Thôi em. Bực mình quá à. Cô Dâu mới tới. Dạ. Chào cô. Ủa sao cô Dâu tới sớm vậy? Tại hôm nay hơi nhiều bài đó, tranh thủ ăn đi xong rồi lên học. Nè cô giáo, dạ. Em ăn sáng chưa? Nếu mà chưa ăn á, ngồi xuống ăn bánh canh với nhà chị đi. Dạ thôi, em kỳ lắm. Có kỳ gì đâu. Cái gì, rồi sẵn bữa rồi mời cô giáo ngồi ăn. Đây cái tô này là cháu nó chưa ăn đó. Mời cô. Ăn đi em. Cảm ơn bác. Cứ tự nhiên nha. Dạ. Cô giáo không bao giờ biết từ chối đồ ăn mà. Cái thằng này là tao chọi đó. Mày cứ hổ với cô giáo rồi sao mày dạy dỗ em mày. Còn với làm chi khác nhau chứ. Mày còn cả treo nữa hả? Cái thằng đây. Ăn đi cô. Dạ. Con chào ở nhà, con về đây. Ủa, nè, qua đây đi. Vừa ăn luôn con. Cho anh tô con ơi. Dạ. Sao hôm nay mặt em có vẻ mệt mỏi quá vậy? Chào anh. À, chào cô. Dạ. Dạ. Khoan đi ngủ đã, ăn hết tô bánh canh đi rồi hãy ngủ. Dạ thôi. Tối hôm qua anh thức nguyên đêm, cho nên anh mệt lắm. Nè, cho chú nước lèo thôi nha. Dạ. Ủa vậy là hôm qua cậu không về hả? Cái thằng này, con cháu gì kỳ vậy? Ở sát phòng cậu mà hỏi câu đó, không biết gì hết trơn. Vô tâm y như là sinh viên trường nhân văn vậy đó. Ờ. Cô giáo bị giặt hả? Hấp miếng nước lèo đi cho đỡ sặc. Đang ám chỉ gì đây? Còn nói nhân văn này nọ, rõ ràng đang uy hiếp mình mà. Cái thằng cha này. Ủa sao cô không ăn đi mà ngồi trầm tư suy nghĩ gì vậy? Ăn đi em, ăn đi. Dạ dạ. Dạ, cô chú đây. Cảm ơn con. Ủa, mà con không ăn hả? Dạ, lát con sau cũng được. À, mọi người ơi, con biết ở gần trường dân văn có quán bánh canh ngon lắm. Đâu? Dạ gần trường dân văn đó chị. Dạ. Cô có sao không? Em sao ạ? Sặc nữa hả? Hút lèo đi. Cái thằng này, sao mày cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó hoài vậy? Gì nữa đây? Hâm dọa nữa hả? Cố tình nhắc đi nhắc lại chữ dân văn đây nè. Không ngờ anh ta lại hèn hạ như vậy luôn á. Và mai nó không sao chút xíu nữa. Phải ăn cho bổ ghét. Con ăn xong rồi, con lên trước nha. Khoan đã. Dạ thưa cả nhà, con có chuyện quan trọng muốn nói. Có gì vậy cậu? Không có gì quan trọng đâu. Cái đồ xấu xa này tính dạch tội mình trước mặt cả nhà hả trời. Chỉ vì một bữa ăn mà hắn lại phản mình. Cái đồ ăn ở không có đức. Mà mắc mớ gì nó mắc nghẹn? Ăn bánh canh có cái gì mắc nghẹn? Dạ chắc là sợ quá, áp lực tâm lý. Nhưng mà không sao đâu, mọi người yên tâm đi, có con ở đây rồi. Phải, hồi nãy cho uống nước lèo nhiều là tỉnh rồi, đâu xỉu nữa. Thiệt là không sao không cậu? Không sao đâu, có cậu đây mà. Ủa, cô tỉnh rồi hả? Cô xỉu vô mắc nghẹn á. Cô thấy trong người sao rồi? Khỏe chưa? Cô uống nước đi. Ủa, cô sao vậy? Sao tự nhiên khóc? Anh còn hỏi hay sao nữa hả? Giờ anh muốn gì? Anh muốn nói gì? Anh muốn nói tôi là trường đại học dân văn thì anh cứ nói đại ra đi. Chứ anh cứ nhấp nhấp kiểu đó hoài. Muốn nói gì anh nói hết sự thật cho mọi người biết luôn đi. Ừ, tôi học trường dân văn hết rồi sao? Nó nhỏ thôi, cô chưa ngoài nghe đó. Còn bị đỡ đó, giả nhân giả nghĩa nữa. Chứ hồi nãy á, lúc mà đang ăn đó, anh cứ nói bóng nói gió hoài. Anh có biết anh làm vậy anh hành hạ tôi lắm không? Hành hạ gì? Tôi nói bóng nói gió gì đâu. Tôi tính nhắc mọi người á là đi khám định kỳ thôi mà. Anh đừng xạo. Cứ mỗi lần anh nhắc tới cái chữ dân văn là anh có biết là mồ hôi mẹ mồ hôi con của tôi á, nó muốn đổ ra ngoài, tôi nuốt hủ tiếu bánh canh không nổi luôn á. Anh nghĩ sao vậy?
Không phải, thiệt tình là tôi không biết cô sợ đến vậy, cho nên tôi tính chọc chơi cô thôi. Chọc chơi? Ác gì vừa phải phải thôi, nghĩ sao cái khuyết điểm của người ta mà còn chọc chơi nữa. Làm đây hồi hộp sợ muốn chết luôn. Thiệt tình tôi không nghĩ là cô sợ đến nỗi vậy luôn á. Mà thiệt là nãy anh ở dưới anh tính nói với mọi người vậy không? Thiệt mà. Chứ không phải tôi mời anh đi ăn xong rồi cái tôi cho anh leo cây rồi anh ghim tôi để bụng anh trả thù à? Chuyện đó là bình thường mà có gì đâu, mắc mớ gì ghim mà trả thù. Bình thường sao gọi điện cho anh không bắt máy? Lúc đó tôi bằng võ thuật. Nhắn tin thì trả lời. Thì về tới đây mới đọc được tin nhắn nè. Đó, bởi vậy làm vậy tôi mới sợ, tôi tưởng anh trả thù tôi á. Nãy sợ muốn chết luôn. Vậy là anh không có ý định trả thù tôi gì hết phải không? Cô thay đổi tâm lý sang sạch 180 độ luôn á. Tại hết hồn. Được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Xin lỗi, vậy thôi hả? Mà tôi khóc quá là không phải, tôi sợ anh nói ra bí mật của tôi đâu nha. Anh muốn nói thì anh cứ nói đi, tôi chấp hết luôn á. Mai mốt đừng có làm vậy nữa, nói đại đi. Thiệt tình tôi sợ cô luôn á. Thôi được rồi, từ đây về sau tôi hứa với cô, trước mặt cô tôi không nhắc từ nhân văn gì nữa, được chưa? Nhìn cái gì? Yên tâm đi, tôi đã hứa rồi đó. Thề đi. Mắc mớ gì phải thề, tôi nói được là được. Ừ, vậy mai gặp nhau nha. Ừ, ok ok. Ủa, mai bà có đi đâu chơi không? Có ai rủ đâu mà đi. Chứ ông Dưỡng hai đâu, mai Noel mà. Ủa, Noel thì Noel chứ mất mớ gì tới tôi với ổng. Chứ không lẽ bồ đang đợi cái kích từ ổng à? Vô duyên. Thôi bà làm đi, tôi có công chuyện rồi, tôi đi đây. Dưỡng hai rồi. Em làm gì vậy? Trời ơi, làm gì tôi bất thình lình, tim muốn rớt ra ngoài luôn. Tim sao rớt ra ngoài được? Muốn bỏ cái gì chỉ có ruột thừa thôi. Mà ruột thừa anh cắt rồi. Ồ, thì sao? Ruột thừa em anh cắt rồi có liên quan gì tới anh đâu. Mà em kiếm ai vậy? Đâu kiếm ai đâu. Chứ sao? Tại vì đi dạy học xong cái đi ngang qua thấy cửa mở sợ ăn trộm. Ừ. Nhưng mà không phải ăn trộm. Ừ. À, tính đóng cửa giùm, cái anh xuất hiện bất thình lình hết hồn. Ồ, rất là ý tốt. Cảm ơn em nha. Ừ. Giờ em tính vô phòng Nguyên đúng không? Đúng rồi. Ừ. Amana. Ừ. Tối nay rảnh không? Không. Tối nay có nhiều kèo lắm. Đang suy nghĩ là không biết đi chơi với ai. À, chỉ có nghĩa là em chưa hẹn với ai đúng không? Chưa. Anh biết rồi. Lát nữa ra phải hỏi là tối nay muốn đi chơi với anh không? Phải năn nỉ mình đi chơi với ổng chứ. Cha này. Tỉnh lại đi mày ơi. Tỉnh táo lên, tỉnh táo lên. Đừng có hoang tưởng nữa. Ủa, ông ở đây hả? Không ở đây chứ ở đâu. Đổi ca trực cho tôi đi. Hôm nay ông trực, ngày mai tôi trực. Cái gì vậy ông sĩ? Hôm nay Noel mà, sao tôi trực cho ông được? Bây giờ tôi nhắc ra thì ông nói tôi là nhỏ mọn. Hôm trước tôi giúp ông mổ ca mổ đột xuất, ông hứa hẹn đủ đều, ông nói sau này sẽ đền ơn đáp nghĩa. Bây giờ tôi tạo điều kiện cho ông á. Mỹ, nhìn được có đẹp không? Trời ơi, sao đẹp quá vậy? Ê, bà mà mặc bộ đồ này đi chơi á thế nào không? Muốn ông cũng ghen lòng lộn lên cho coi. Ghen cả ông chứ. Nhưng mà bồ không đi chơi hả? Bồ tính nằm nhà. Cũng không biết nữa, chưa có nghe tin gì hết. Sao lại không nghe tin vậy? Không biết đâu, đừng có hỏi tôi nữa, tôi không biết đâu. Thôi vậy chuẩn bị đi rồi gọi ổng coi làm sao. Bà khùng hả? Nghĩ sao mà tôi gọi ổng trước? Tôi mà gọi ổng trước ha, chẳng thấy nào ổng nghĩ là ổng có giá lắm mà tôi đang nằm nhà chờ ổng nữa.
Thì đúng là bồ đang chờ ổng à. Tôi chờ ổng hồi nào? Nhìn là biết mợ hai đang chờ dựng hai rồi. Khỏi chối nữa đi ha. Gì vậy? Đồ cũng mặc sẵn, bông tai cũng đeo sẵn kìa. Còn chuẩn bị quà sẵn nữa nè. Vậy mà nói không có chờ ổng. Thôi nào, không phải chuẩn bị quà sẵn gì đâu. Cái này là tôi đền cho ổng hồi lúc tôi làm hư đồng hồ của ổng chứ bộ. Trời đất ơi, gần 8 giờ luôn rồi. Cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn nữa. Cha dưỡng hai này, ghét thiệt chứ. Lúc mai mình phải chờ, mình cũng không có tự đi chơi được mà. Vô đi. Ủa em chưa về nữa hả? Ủa dạ dạ anh. Giờ em có bận gì không? Dạ không. Vậy em tới Khoa Nhi làm ông già Noel chơi với mấy đứa nhỏ đi. Vì mọi người bây giờ bận đi chơi với người yêu hết trơn rồi. Dạ để em gọi cho người nhà cái. Làm gì hỏi làm chi? Hôm nay anh bắt tôi đợi điện thoại anh cả ngày đâu có liên lạc gì đâu. Tôi xin lỗi, tại bệnh viện á nhiều công việc quá. Bộ anh nghĩ tôi rảnh lắm hả? Không. Tôi nói cho anh biết, tôi đang ở trong một cái bữa party rất là nhạc sập sình, sình sập sình sập sình sập sình sập sình lên rất là nhiều trai đẹp ở đây. Tôi nói cho biết. Sao bà nói gì hả? Có một anh áo xám, đúng rồi, anh áo xám đang tiến lại tôi. Chính xác là như vậy. Ảnh vừa mới ngoái đầu nhìn tôi, hình như muốn mời rượu tôi hay gì đó. Cô kia tôi hả? Điên. Đúng vậy, anh ta chỉ đi ngang qua xong rồi đã làm nheo với tôi thôi. Vậy đó, đang tiệc tùng hoành tráng lắm rồi. Vậy mà tôi tưởng cô có chờ tôi không á chứ. Ủa anh mắc cười quá, anh là cái gì mà tôi phải chờ anh? Hả? Anh có biết bữa nay là Noel không? Bữa nay là Noel là tôi phải đi chơi với là rất là nhiều mối của tôi, rất là vui, không bao giờ tôi phải chờ anh. Vậy là được rồi, thôi chơi với bạn vui đi nha. Cái cha nội này, kêu thôi là thôi vậy á hả? Ghét thiệt chứ, không có thành ý gì hết trơn. Lần này tôi phải cắt đứt, chấm dứt liên lạc với anh luôn mới được. Tôi chấm dứt với anh thật sự luôn cho coi này nha. Cảm ơn nha. Chân gà ơi, chân gà. Giáng sinh năm nay chỉ có tao với mày làm bạn với nhau thôi á. Merry Christmas chân gà nha. Xin lỗi, phải ăn bạn rồi. Tôi mới gửi rồi nha. Check mail đi. Giáng sinh vui vẻ. Diễm My. Ông già Noel hả? Ông có thấy cái tên tiến sĩ đáng ghét kia ở đâu không? Hồ hồ hồ. Tại sao con buồn? Con tìm anh tiến sĩ đẹp trai làm gì? Không dám đẹp trai đâu nha ông. Hứa với con là bữa nay dắt con đi chơi mà cả buổi nó không thấy liên lạc.
nói một câu bận việc ở bệnh viện là xong hả? Tại tôi hả? Anh tôi lạnh lắm hả? Tôi nhà tôi rợi. Con phải hết sức bình tĩnh. Chẳng phải con đi tiệc với bạn con sao? Con đi tiệc với chân gà của con luôn. Nhưng không sao, con đến đúng lúc lắm. Ta có việc muốn nhờ con đây. Em ăn đi. Chắc bị mấy đứa nhỏ nó quần, cho nên bây giờ tỉnh ra đúng không? Thật tình á, anh cũng cảm ơn em nhiều lắm. Không có em, anh không biết phải làm sao cho mấy đứa nhỏ luôn. Mà nè, mấy đứa nhỏ thích em quá ha. Anh thấy á, em có khiếu nuôi dạy trẻ lắm đó nha. Nè, ngay sau này á, em mở cái nhà dạy trẻ đi. Còn giận anh hả? Em cũng biết tính chất công việc của anh mà. Nó hay bất ngờ dữ lắm. Nhiều khi á, anh trở tay không kịp. Đừng giận anh mà. À, quên. Nè, hồi nãy á, hát hoài mấy đứa nhỏ, anh cố tình anh giấu lại để mà tặng cho em á. Nhận đi, coi như á, đây là quà anh xin lỗi dành cho em. Nè, anh dâng tất cả tấm lòng vô đây đó nha. Nhận đi. Không thích. Thích mà, nhìn đi, nhìn nó sẽ thích nè. Nhìn nó cho thích. Tất cả tấm lòng vô đây, tất cả tấm lòng vô đây nè. Tất cả tấm lòng của một chàng trai dành cho cô gái. Cười, cười nhận rồi đó nha. Muốn kèm bên nào? À, bên đây. Đó. Rất dễ thương luôn. Kẹp kì ạ. À, thì lần sau anh biết sẽ kẹp ở đó. Ờ, bây giờ người ta có quà đó. Trong khi á, tôi không có quà. Ai nói không có? Ủa, anh nói giỡn gì có quà hả? Có quà nhưng mà em tặng cho ông bác ngồi lề đường rồi. May quá chú còn ở đây. Chú ơi chú, được chú ơi, chú nhớ con không chú? Hồi nãy trong lúc mà con suy thiếu suy nghĩ, con có gửi cái hộp quà ở đây nè. Bên trong nó có cái đồng hồ. Dạ, cái này nè chú. Để cho thế là thế nào? Cho con xin lại được không chú? Đã cho rồi làm sao xin lại được hả? Không có, hồi nãy con chỉ cho không, là được. Không phải, tại vì nãy con thiếu suy nghĩ á chú. Chú cho con xin lại cái đồng hồ để con năn nỉ luôn á chú. Đồng hồ này con mua tặng bạn con mà chú ơi. Dạ chú ơi. Hay là chú bán đồng hồ lại cho con được không chú? Dạ 200. 200 hả chú? Không, đúng là 500 mới đúng. 500. Ủa chú, sao chú làm vậy được? Cái đồng hồ là của con mà. Chú không cho con xin lại. Ủa? Đi chú. Để cho rồi làm sao lấy lại được, làm sao xin lại được. Cho chú. Rồi mà. Bây giờ con còn 2 triệu, con mua cái đồng hồ chú được không? 2 triệu. Dạ. À, được, cảm ơn. Ok, được. Anh nghĩ sao mà anh đưa chú nó tới 2 triệu như vậy? Đối với anh, cái món quà của em tặng với anh đáng giá hơn 2 triệu nhiều. Sao mà đáng giá hơn 2 triệu được? Em mua có 1 triệu 2 à. Nhưng mà đối với anh, nó là vô giá. Nè, đeo tặng anh đi. Không? Biết sao nữa không? Lúc đó các chú chỉ thẳng vô mặt ổng, tôi nói vậy nè: ông nhìn lại mặt ông đi, nhìn như một con khỉ vậy đó. Mắc cười quá. Quốc ơi, anh Quốc đang ăn đừng có nói chuyện, rồi cười lớn rồi văng đồ ăn xuống, đồ ăn của mọi người rồi sao anh? Mắc cười quá. Không có ai muốn nghe cái chuyện anh kể đâu. Làm ơn đi, con đừng có kể chuyện đó nữa. Không ai ở đây muốn nghe con kể mấy cái chuyện mà con đi bộ đội đâu. Lỗi mọi người nha. Dạ alo. Dạ đúng, em là Diễm My ạ. Cái gì vậy? Ủa nhưng mà tại sao em không được tốt nghiệp nữa? Ủa tại sao vậy? Đó mọi người nhìn đi, mấy người đó có bị gì không vậy? Điểm chuyên cần của em có thấp đâu. Ồ ha.
hay là do cái này là ở trong lớp các em copy bài với nhau được, còn lúc mà đi thi điểm thấp quá kéo cái này xuống luôn. Nè, từ sáng giờ có ai đánh anh chưa? Không phải, tại vì có nhiều trường hợp nó xảy ra như vậy, em hiểu không? Dở hàng phúc khảo rồi sao giờ? Bởi vậy, giờ chỉ còn có nước là tham gia mấy cái hoạt động ngoại khóa thôi. Chán gì đâu á. Tiêu rồi, tiêu rồi. Anh thấy trường dân văn mà còn không tốt đẹp nổi là thôi cuộc đời em là coi như là tiêu rồi. Nè, đủ rồi nha. Anh không nói không ai nói anh câm đâu. Cái này là ngoài vậy? Thiệt, để mình cùng bàn cái cách mình suy nghĩ mình đi lên. Ôi, nói chi nữa giọng mấy không? Nè Quốc, hôm nay ông ăn ớt nhiều quá bị lột lưỡi hay sao vậy? Tôi nói chuyện đúng kém duyên luôn á. Ra ngoài đi. Thôi có gì. Đi lên. Nó suy nghĩ những chuyện nói được rất là hợp lý luôn đó. Đi lên. Thôi đừng giận ổng mà. Kệ ổng đi. Ổng vô duyên từ ổng trứng mà. Mà bây giờ chọn mấy bệnh viện này hả? Ồ, chọn một trong mấy cái bệnh viện này nè. Sao mà xó tôi xui dữ vậy trời. Mi à, đừng buồn nữa con. Học dở thì đành phải chịu thôi. Có lẽ thôi mà. Chào các em. Hôm nay chị rất vui được làm việc với các em. Đa số các bạn đến đây đều là tự nguyện. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số bạn đến đây vì điểm số. Nhưng cho dù vì mục đích gì đi nữa thì chị cũng mong các em sẽ tận tâm phục vụ. Cảm ơn các em. Bây giờ chị sẽ phân chia khu vực cho các em nha. Xong, dễ mà đúng không? Diễm My. Dạ. À, nhiệm vụ của em là trải cái giường còn lại nha. Còn dạ, hai bạn này đi theo chị. Tự nhiên dính vô cái chuyện này chi vậy không biết nữa. Ủa? Dạ, chào bác. Ôi, ông làm gì vậy? Sao giờ bà già mới tới? Ông sao vậy? Cô đâu phải bà già gì đâu, nhìn kỳ vậy? Bà đi đâu giờ này mới vậy? Dọn cơm tôi ăn đi. Dọn cơm gì, cô đâu phải gì bà già gì của ông đâu. Mà ông vừa mới đánh vào mông con sao ông kỳ quá vậy? Tôi đói bụng quá rồi, dọn cơm cho tôi ăn đi. Ông ơi, bà nói nó nữa bà sẽ về hả ông? Đừng có xạo nha, tôi không tin. Bà đứng sờ sờ đấy nè. Sao vậy? Cô đâu phải là bà già gì của ông đâu. Em đừng có để bụng làm gì. Những người già lớn tuổi á, họ thường bị đản chí rất nặng. Em biết là vậy rồi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy ổng quá hay là nghĩ tới cái chuyện đó là em bực mình à. Chứ mà già bây giờ làm gì vậy? Thôi được rồi, không dám ok đâu ha. Ngày đầu tiên đi làm chưa gì hết đó, đã gặp một trai già sàm sỡ rồi. Già cuối ghế mà còn dở trò sàm sỡ nữa. Cũng may á, là chị điều dưỡng á, cộng điểm cho tôi á. Không thôi thì thật bực mình muốn chết, chịu nổi luôn á. Ây da, ôi xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Thì thôi nha. Ủa? Ủa? Xem vô đây công tác xã hội mà không nói anh biết. Thì hôm qua em tính gọi cho anh rồi, mà anh bận quá à. Số ngày nó trong phòng mổ không à. Cho nên... Mà nhiều bệnh viện vậy á? Sao như em chọn bệnh viện này? Nhớ anh chị không nổi hả? Anh tự tin quá vậy. Chẳng qua là cái bệnh viện này gần nhà em thôi, cho nên mới chọn bệnh viện này chứ bộ. À thì ra lấy cớ gần để được gần anh đúng không? Nói là bệnh viện gần nhà, được sẵn tiền mà ở gần anh luôn. Anh muốn nghĩ sao cũng được hết trơn cả. Nói vậy thôi. Sao? Công việc sao? Làm có mệt không? Mệt thì cũng mệt. Nhưng mà gặp ông già kỳ cục lắm. Suốt ngày á hả, em phải lấy đồ ăn đồ uống cho ổng thì thôi cũng được đi. Mà cứ gọi em là bà già của ổng hoài à. Kỳ á, bực mình cũng chết. Ừ, anh thấy cũng đúng chứ. Đúng gì? Tại ngay lần đầu tiên anh gặp em á, anh cũng nhớ bà ngoại anh nữa. Vậy là sao? Ý anh nói là mặt em giả hả? Anh giỡn. Giỡn. Ồ mà anh ăn gì là ăn trưa rồi hả? Ờ, thường là như vậy. Nhiều khi cả bữa tối luôn á. Thôi anh phải đi rồi. Nè, ăn đi. Thôi em không ăn đâu. Đi nha. Ừ. Ăn đi, khó quá. Thử nha. Ừ. Đi nha. Đi. Làm việc mệt mà sao ăn cái này không sao đủ chất trời.
ơi, sáng sớm làm gì lục đục vậy con? Dạ con làm cơm đem theo cô. Sao tự nhiên hôm nay đi làm cơm mang theo là sao? Tại con muốn làm thôi, với lại con cũng hay nấu ăn mà. Giỏi vậy ta, chưa thử mà nghe thấy mùi đã thấy ngon rồi đó. Dạ cô. Hửi mùi là thấy ngon rồi hả cô? Ừ. Vậy con cũng có năng khiếu nấu ăn quá ha. Phải, hồi nào giờ có thấy con làm bao giờ đâu, chỉ thấy con ăn thôi. Anh, em gặp anh chút được không? Ờ, gặp chút xíu thì được. Gì vậy, giờ trưa mà cũng không được nghỉ trưa nữa hả? Ờ, anh biết rồi, vậy nha, lát gặp. Ừ, à quên, anh, tí nữa anh đừng ăn bánh mì sandwich nữa nha. Ủa sao vậy? Thì em nói vậy thì nghe đi, nhớ không? Anh nhớ rồi, vậy nha. Ừ, bye bye anh, chúc gặp. My, My, hãy giúp chị tí My. Mày nhìn tôi vậy? My ơi, ra chị nhờ tí xíu em. Dạ. Càng nghĩ càng bực mình luôn á. Ăn cái này cũng được mà. Sao ngon bằng cái em làm? Em đã cố tình em dậy thiệt là sớm, sắp xếp mới nấu cho anh á. Không sao đâu, thì tạm thời mình ăn cái này cũng được, có sao đâu. Ăn gì ngoài sao mà đủ chất chứ. Cái ông già đó thiệt tình luôn á. Lần trước đó cố tình sàm sỡ em đã bỏ qua một lần rồi. Lần này còn dám ăn đồ ăn của em làm cho anh nữa. Em thông cảm cho họ đi. Những bệnh nhân đó đều bị người nhà bỏ rơi. Nít khi nào thấy người nhà tới thăm họ lắm. Có lẽ là thiếu tình thương, rồi nhớ người thân nữa, cho nên mới làm như vậy. Nhớ người thân kiểu gì vậy? Suốt ngày cứ nhớ em là vợ của ổng không à, rồi dở ba cái trò đó. Chắc trong ký nhớ của ổng á, là chỉ có nhớ hình dáng người vợ lúc trẻ mà thôi. Với lại á, những người đó, não của họ bị lão hóa hết rồi. Rồi trong bây giờ, họ chỉ hình dung được ký ức của họ chỉ là người vợ quá cố mà thôi. Nó mới tưởng tượng ra, tưởng là vợ em là vợ của ổng. Cô, dạ. Cho cô có thấy bà nhà của tôi đâu không? Dạ, bà nhà của ông sắp tới rồi. Dạ. Ông vô phòng nghỉ ngơi đi rồi lát nữa bà nhà của ông tới á, con nói bà nhà vô phòng ông nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Ủa? Bà mới tới rồi hả? Ông đi đâu giờ mới về? Biểu nấu canh chua xong chờ ông nè. Hồi nãy giờ đứng ngoài kia chờ bà, thấy bà ở đâu? Tôi mới tới. Xin lỗi ông nha, tôi tới trễ. Mình tới là tôi vui rồi. Canh ngon không? Mà chắc không ngon bằng người xưa tôi nấu đúng không? Ngon. Nó đúng là cái mùi vị của ngày xưa rồi. Bây giờ mà tôi có chết tôi cũng mãn nguyện nữa bà ơi.
bậy không à. Ông phải sống với tôi đến 100 tuổi, biết không? Bà về rồi đó hả? Gì vậy? Sao bà sợ gì đó? Ủa sao cho nên anh chưa về nữa? Thì bây giờ anh về nè. Về hả? Vậy về đi. Nè. Gì? Sẽ quá trang chi vậy? Tại có công chuyện. Công nhận nha, em quá trang vậy nè. Mặc y chang như bà ngoại của anh luôn. Em là ngoại của anh. Ngoại ơi, ngoại vẽ răng đen nữa, ngoại ăn trầu, ngoại rất xứng với ông ngoại của con luôn. Ngoại quá vậy. Anh về. Xin lỗi, được rồi, xin lỗi được chưa? Anh giỡn mà. Hôm nay mệt lắm đúng không? Bây giờ anh sẽ mời em đi ăn một bữa hoành tráng luôn, hơn bữa trưa nay luôn, chịu không? Đứng ở đợi nha. Ngoại để con chút. Em không tẩy trang hả? Không, em phải đợi về đưa cho Mai coi nữa, em mới tẩy. Cái gì vậy? Làm gì cười hoài vậy? Anh đang tưởng tượng á, 50 năm sau nha, lúc đó em già chắc là cũng giống vậy ha. Nhiều khi với ít nhăn còn nhiều hơn vậy nữa chứ. 50 năm sau hả? Em sao hả? Nhiều khi 50 năm sau còn đẹp hơn giờ nữa. Nhưng mà kệ em đi, đừng có nói về em. Anh lo cho anh đi. 50 năm sau hả? Gương mặt anh hả? Oh, em nghĩ là sẽ nhăn. Xong rồi hả? Tất cả những cái mặt của anh này nó xệ xuống nè ha. Rồi cằm anh xệ xuống, da trùng của anh, rồi mắt anh nó nhăn lại như vậy. Nói gì vậy? Nói vậy hả? Anh không có còn cái răng thành nữa đâu. Mà anh cháu lúc nào cũng bị cũng mốt quá người nè. Thôi anh thấy nói là My ơi, sao mà bà đẹp quá vậy? Bà đẹp đảo quá vậy hả My? Là anh đó, 50 năm sau là anh. Mà anh tưởng tượng ra nha, cỡ 50 năm nữa đi ha, rồi hai đứa mình cũng bị già bị lẫn với ông cụ lúc nãy, thì không biết lúc đó hình bóng của mình ai là người sẽ ngự trị ha. Mỹ, em nghĩ đi, lúc đó ai là người ngự trị trong tâm trí của em? Ai ta?